Khu du lịch Chinh Sang chào mừng xuân Mậu Tuất 2018 với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn một mùa xuân an lành đậm đà hương vị quê hương. Chào đón xuân Mậu Tuất 2018, khu du lịch Chinh Sang kính chúc quý khách tài lộc như ý, hạnh phúc bình an. Đến với Chinh Sang, du khách sẽ được tham gia các tour du lịch sinh thái, hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân Cù Lao An Bình hiền hòa mến khách. Không gì lý tưởng hơn khi du khách trải nghiệm hoạt động mò cua bắt ốc và tự tay chế biến chiếc lợp phẩm của mình ngay tại chỗ trong bầu không khí trong lành dưới tán cây của những khu vườn xanh mát. Những món ăn từ những con cua, con ốc hay món bánh dân dã ấy như đưa du khách trở về với những ký ức tuổi thơ. Đây là một tour du lịch đậm chất miệt vườn chỉ duy nhất có tại khu du lịch Chinh Sang. Khi đến với Chinh Sang, du khách còn được thỏa sức vận động cùng các trò chơi độc đáo đi cầu dây, đi cầu khỉ, cầu xe đạp. Đặc biệt những trò chơi này hoàn toàn được miễn phí. Bóng nước, một trong những trò chơi vui nhộn cũng đã xuất hiện tại Chinh Sang. Hai du khách có thể tham gia hoạt động vui nhộn đua thuyền thúng bắt vịt. Đối với những ai từng yêu thích nhân vật Hugo, hãy đừng bỏ qua cơ hội hóa thân thành nhân vật đáng yêu này và thử tài cưỡi trên lưng đà điểu, hay tìm cảm giác mạnh chọc giận loài bò sát to lớn khi thử tài câu cá sấu. Trên những chiếc xe chuyên biệt, du khách sẽ được tham gia vào trò chơi trượt cỏ đầy hào hứng. Ngoài ra còn có cả một khu vui chơi dành riêng cho các bạn nhỏ. Nếu du khách dạo bộ trên những con đường quanh Chinh Sang, du khách có thể khám phá những tên đường độc lạ và tận hưởng không khí Tết cổ truyền trong chợ quê ngày Tết, nhận lộc đầu năm tại phố Ông Đồ, xem tranh tường nghệ thuật, khắc gỗ không dài trước, ngắm cầu Mỹ Thuận và lưu lại khoảnh khắc đầm ấm cùng người thân khi dạo phố sắc xuân. Khu chợ quê với không gian đậm chất miệt vườn dưới tán tre, du khách có thể thỏa sức lựa chọn những món ăn dân dã từ chính bàn tay của bà con nông dân ở Cù Lao An Bình làm ra. Hay du khách có thể chọn cho mình một không gian yên tĩnh của hệ thống chòi lá ven sông, lắng nghe những làn điệu cải lương vang bóng một thời, đặc biệt sẽ miễn phí vé vào cổng tham quan khu du lịch khi du khách đặt ăn tại nhà hàng Chinh Sang. Đến với Chinh Sang, du khách còn được hòa mình vào không gian lễ hội, trầm lắng thưởng thức những vở tuồng hát bội, một loại hình nghệ thuật độc đáo của người dân Nam Bộ cùng những trích đoạn đặc sắc. Những vườn cây trái xung xuê trĩu quả cũng là địa điểm lý tưởng dành cho du khách. Khu du lịch Chinh Sang luôn dành tặng những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn cho du khách, tặng 3 vé trò chơi cưỡi đà điểu, câu cá sấu, đạp vịt vào ngày thứ năm hàng tuần trong năm 2018, cùng hàng trăm phần quà may mắn khác cho những du khách đến tham quan khu du lịch Chinh Sang sớm nhất. Chinh Sang, điểm du lịch lý tưởng cho tất cả mọi nhà.